xa nhỉ? Gần. Ra khoảng một cây số. Gần mà tí. Bên này đi các con. Đi khoảng 15 phút. Đi. Đi khoảng 15 phút. Xa còn chờ ai đâu kìa. 30 phút. À, con vợ chồng Tùng. À, không tôi là Tùng này là có kia đủ cái xe này đủ rồi đấy. À, lấy được phong đồ chụp giao lưu với anh em. Tất cả tập trung vào một chỗ. Anh xem video của anh lúc ấy. Đồng 5.000 xe. Đương nhiên là sương mù mà anh lại được đấy. Anh tác phát ở đây, location nhất thì cũng ở đây.